Xin chào các bạn nha, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem mẫu ghế nhựa da chân cao bánh xe bên mình nhá. Hôm qua thì mình cũng đã like rất là nhiều màu mới rồi ấy, thì hôm nay tiện đây còn hai màu xám và vàng thì mình tiện mình quay luôn các bạn nhá. Mẫu này là mẫu điều chỉnh độ cao 65-85 và chân bánh xe các bạn có thể di chuyển tiện lợi được nhá. Và có thể xoay 360 độ này. Mẫu nhựa da này bên mình rất là đẹp luôn này, các bạn nhìn này. Rất là xinh luôn nhá. Đây, khung nhựa đệm da này, có đủ màu các bạn nhé. Các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình để mình tư vấn các bạn nhé. Ngoài da ấy, ngoài chân bánh xe 4, mình còn có chân bánh xe 45 và 55 nữa các bạn nhé. Thế mình chỉ clip một đoạn vậy thôi nhé. Cảm ơn các bạn.